Con yêu, từ khi biết con sắp đến với cuộc đời, mẹ bỗng nhận ra mình cũng đang thay đổi từng chút một. Mẹ trở thành chuyên gia dinh dưỡng, tường tận những gì tốt nhất cho con. Với mẹ bây giờ, buổi tối cuối tuần là thảnh thơi ở nhà cùng con đọc sách, chuẩn bị kỹ càng nhất cho hành trình sắp tới của mẹ con mình. Để con khỏe mạnh và xinh xắn, mẹ giờ đây không bỏ lỡ bất kỳ một buổi tập nào. Thật thú vị, từ một tín đồ shopping, mẹ bỗng đam mê trở thành nhà tạo mốt riêng cho bé cưng của mẹ. Mẹ cũng bắt đầu cân nhắc từng chi tiết để lựa chọn cho con những người bạn đồng hành tuyệt vời. Và mẹ biết tất cả là xứng đáng vì một tình yêu lớn lao nhất trên đời. Cảm ơn con đã làm nên mẹ.